Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bác, các anh em đam mê đi bẫy chim, bẫy cuốc, đa đa, bìm bịp, chồn đen. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác hai cái mẫu loa Daile Q92 và Q93. Hàng lại tiếp tục về để phục vụ anh em trong cái mùa săn bẫy của năm 2022 cô nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm về các mẫu loa thì các bác có thể điện trực tiếp theo 3 số điện thoại chính này của shop để đặt hàng. Đấy, shop em là đơn vị bán hàng online chuyên nghiệp nên là ship hàng là COD toàn quốc. Anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới trả tiền nhá. Đấy, 3 số điện thoại chính của shop này các bác nhá. Thế rồi, bây giờ thì em sẽ khám phá cho các bác luôn về hai cái dòng loa này để các bác tham khảo anh em nhé. Đấy, đập hộp luôn này. Đấy. Đấy, về luôn anh em nhé. Thì bên em thì bán khá nhiều mẫu loa anh em nhé. Đấy, từ loại rẻ đến hàng cao cấp. Đây là con Daile Q92 anh em nhé. Đấy, Daile Q92. Đấy. Đấy, Q92 các bác nhé. Và tiếp tục Q93 này. Nha. Lại tiếp tục về hàng các bác nhé. Đây các bác nhé. Đấy, Q92 và Q93 thì nó sẽ khác nhau một chút các bác nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo này. Đây. Q92 và Q93 anh em nhé. Đấy. Con Q92 này trên đỉnh hộp các bác nhé, 3 nút trên đỉnh này. Đấy, Q92 này. Đấy, trên đỉnh luôn. Còn Q93 thì có thấy là trên đỉnh nhá. Loa là có 2 nút và Q93 đây anh em nhé. Anh em không vào nhầm lẫn được anh em nhé. Hai cái mẫu này là phiên bản cũ anh em nhé. Đấy, các bác rất nhiều các bác thích cái phiên bản cũ này vì nó rất là bền anh em nhé. Còn phiên bản mới về kết nối qua đời Bluetooth thì thực tế là không giải quyết vấn đề gì, rất là nhanh hỏng. Đấy. Đây là cái Q93 và Q92 anh em nhé. Đấy. Nên là các bác nào mà đang quan tâm về hai dòng loa này thì alo trực tiếp với em. Phụ kiện thì như nhau anh em nhé. Đấy. Cũng một dây, cũng một cái sạc điều khiển này, một cái điều khiển này, chạy bằng pin Nokia này các anh em nhé. Đấy, chạy pin Nokia giống nhau y đúc luôn, không khác gì nhau. Đấy, bên này cũng vậy các bác nhé. Đấy. Có thân loa thì khác nhau một chút. Thân loa con Q92 này là các bác thấy là nó dùng nguồn điện của nó là nguồn điện 9V anh em nhé. Nguồn điện 9V. Đấy, trên đỉnh có 3 nút này. Đấy. Nguồn điện của nó 9V các bác nhá. Đấy, dây sạc nó sẽ khác nhau một chút. Dây sạc của nó là dây sạc riêng liền. Đấy, còn Q93 là sẽ dây sạc rời. Đấy, nguồn điện của nó 5V. Con Q93 là cải tiến ra sau anh em nhá, ra sau. Con Q92 nó ra sau, nó cải tiến hơn là nó sẽ dùng nguồn điện 5V các bác nhá. Nguồn điện 5V. Dùng là pin dự phòng của điện thoại. Đấy, điện thoại. Đấy, con Q93 đây anh em nhá. Đấy. Bác thấy là nó sẽ khác nhau một chút này. Đấy, nhỏ hơn con Q93, nhỏ hơn con Q92 khoảng độ 110-118 anh em nhé. Đấy, tiếng của nó cũng nhỏ hơn một chút. Đấy, về phụ kiện thì rất là giống nhau anh em nhé. Đấy, ở dưới đáy hộp vẫn có túi đeo loa màu rằn di. Đấy, túi đeo loa rất là giống nhau anh em nhé. Đấy, túi đeo loa màu rằn di. Nên các bác nào đang quan tâm về cái dòng loa này thì alo trực tiếp bên em anh nhé. Đây, em test thử cho anh em xem luôn. Đấy, test thử luôn anh em nhé. Đấy. Đấy, cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Thẻ nhớ các bác cắm trên đỉnh này. Đấy. Đây. Thì các bác ấn vào nút đầu tiên được các bác nhá. Đấy. Đấy. Thế này thì đọc cuối cùng thôi. Đấy. Ấn lên. Chụp con này anh em này. Còn ấn lên. Tạm dừng này. Đấy. Cái mẫu này thì điều khiển từ xa từ 100 đến 300 mét các bác nhá. Đấy, rất là bền luôn. Anh em tham khảo hai dòng loa này. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Các bác nào đang quan tâm về hai dòng loa này thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy các bác nhá. Giá cả thì cực hợp lý luôn. Em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.